Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 5 tháng 12, thời tiết Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét. Khoảng ngày 6 tháng 12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4. Ở Bắc Bộ trời rét kéo dài. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Trên khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13 đến 15 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, 5 tháng 12, nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng nhiều, đêm không mưa. Trên biển, từ trưa và chiều ngày 6 tháng 12, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Từ chiều và đêm cùng ngày, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 12. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết của các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Trên khu vực Điện Biên, Lai Châu, 25 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C. Các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng, Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng đều không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh sáng và chiều nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng nhiều. Riêng chiều tối có mưa rào ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, không thay đổi so với ngày hôm trước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.